Rồi ngắm cái cây mai cúc rinh nha mọi người. Đây tông trực lùng lực. Oh, cây dâm chi hả? Đấy, dâm chi nói. Đi thơ giăng long nha. Đi thơ giăng long. Lùng lực. Chô, dâm tàng này nè. Cái này nụ nhiều lắm. Nụ kim rất là nhiều. Anh em miền Nam chơi giao lưu ok nha. Còn miền Bắc thì không kịp đâu. Nụ này nó còn nhỏ xíu. Đó. Lạc lẽ ra đỡ mà cho anh em kiểm nghiệm thôi. Kiểm nghiệm cái form cây với lại là dàn dâm chi. Đó. Cây cao thì có 65 thôi. Nhưng mà tán rộng thì nó tầm 90. Đó. Tán nó rộng hơn chiều cao của cây. Cái này dâm chi nó đông đặc luôn, xương dâm cây nó lùng nó gút coi chung chơi. Cái tông này nó rất là khó nha, khó làm lắm. Thi thoảng chỉ có vài bẻ cây thôi chứ không có được nhiều. Để châm mà nó cái ngọn nó mà nó gút lên mà nó lùng lực thì nó rất là khó. Đây là cái phần củ đế nó nè, củ đế bên dưới nè. Không lột lé cho anh em xem lộ cốt, còn dàn nụ nó này. Không, nụ nó ra rất là nhiều, đều khắp tất cả các chi lớn chi nhỏ. Các đầu chi đầu cành đều nó có hết. Chơi tông này rất khó làm, các cùi tay nó ngắn đòn. À, cùi tay nó rất là ngắn. Cây ở giá trị ở độ công phu là kỳ công. À. À, cụ đó đẹp nữa ha. Đấy, nó đồ xù này. Đồ xù nó bắt đầu nó giáp mí tới trên T1, nó que T1 luôn rồi. Cây nó càng lên cao là nó càng giót lại cái thân. Đó. Cái dòng này nó rất khó làm nha anh em, rất khó làm. Cụ đỡ đẹp nữa, chung cây cũng lâu năm á. Giá trị của nó là rất là khác nha. Rồi, anh em nào muốn sở hữu cái này thì liên hệ mình. Cây mai cúc rinh, form lùng lực, giáng lâm, cù gút, dâm chì đông đặc. Số điện thoại và số đăng ký Zalo của mình là 0849020790. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ha.